Đây hôm nay thì Đồng cũng muốn thông báo quý cô chú chị biết luôn tình hình của anh Mạnh luôn. Đó là bữa giờ thì có ra máu như vậy không? Không, mấy bữa không có trong lắm. Dạ. Yeah. Chạy mất không có về cho anh con rồi. Bữa hôm thì anh cũng điện cho em nói là xin về, em cũng khuyên anh đúng không? Dạ. Yeah. Cái này là bệnh viện cho về hay anh Mạnh đòi về? Đồng mến chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đến với video tiếp theo của Đồng. Lời đầu tiên, Đồng gửi lời chúc sức khỏe tới quý nhà hảo tâm quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Đồng đang có mặt ở tỉnh Củ Chi. Hôm nay thì Đồng đang đi thiện nguyện ở miền Tây quý cô chú anh chị thì nhận được một cuộc gọi rất là bất ngờ và rất là gấp. Đó là bệnh viện cũng như anh Mạnh, người chăm anh Mạnh á, có gọi điện cho Đồng là xuất viện trở về phòng trọ. Thì Đồng cũng không hiểu là lý do vì sao lại xuất viện nhanh như vậy. Có phải là căn bệnh của anh Mạnh quá nặng, bệnh viện trả về hay không? Hay là anh Mạnh đã khỏe mạnh và được bệnh viện cho về? Thì hôm nay Đồng vội vàng sau khi đi một chuyến thiện nguyện miền Tây kéo dài một tuần, thì Đồng quay trở về đây gấp để cập nhật tình hình. Cũng nhiều quý cô chú chị, quý nhà hảo tâm hỏi Đồng rằng là tại sao bấy lâu nay không thấy cập nhật tình hình anh Mạnh, liệu có phải xảy ra chuyện gì hay không? Thì thưa với quý cô chú chị, đó là khi anh Mạnh nhập viện ở bệnh viện 115 thì bệnh viện rất là nghiêm ngặt. Khi mà muốn vào thăm anh Mạnh á, thì phải có giấy gọi là giấy chăm sóc bệnh nhân này. Và ở trong đó thì tuyệt đối không được ghi hình hay quay phim. Bây giờ thì để hiểu rõ hơn tình hình của anh Mạnh như thế nào, Đồng kính mời quý cô chú chị, quý nhà hảo tâm cùng đồng hành cùng Đồng ở video này nhé. Hôm nay thì chạy xe từ miền Tây về quý cô chú chị, do vậy thì hiện tại thì giọng nói hơi có vẻ gì đó hơi là mệt á. Thì hiện tại là khi Đồng đến đây thì bà con ở đây tập trung chỗ anh Mạnh rất là đông này. Không biết thì có xảy ra chuyện gì hay không. Chào bà con nhé. Chào chị, chào anh Mạnh nhé. Rồi hôm nay bà con ở tới đây đông quá vậy, đón anh Mạnh về ha. Dạ. Mạnh khỏe là mừng. Sao trốn? Rồi em chào anh Mạnh nhé. Em caramel qua bên này xíu này, khỏi bị ngược ánh sáng á. Quý cô chú chị ạ, hôm qua thì Đồng nhận được cuộc gọi á của anh Mạnh cũng như là người chăm bệnh anh Mạnh á, thì báo là anh Mạnh được xuất viện. Tình hình sức khỏe của anh Mạnh hôm nay thì sao, anh Mạnh có thể chia sẻ được không? Dạ, ổn định nó khỏe rồi. Hả? Nó luôn là khỏe rồi, bác sĩ kêu về cho thuốc về uống với đi tới khám. Dạ. Uống hết thuốc đi tới khám. Mình vừa lặn, nếu mà bác sĩ kêu ăn cho chạy á, phải chạy. Ừ. Còn không kêu thì thôi, còn không có chạy. Đến thời điểm hiện tại là khi mà thời buổi đầu em với anh Mạnh với anh Phương lên nhập viện đúng không? Là dạ. Đến nay là được mấy ngày ta? 10 ngày rồi. Tròn 10 ngày. Dạ. À. Là anh có thể kể lại cho ông bà cô bác là từ ngày lên nhập viện là mình đi từ khoa nào anh nhớ không? Em chỉ có nằm khoa cấp cứu qua khoa nhiệt đới thôi à. Nằm cấp cứu hết tầng làm 7 ngày rồi. Ừ. Xong mới chuyển qua bên hồi sức được 2 ngày. Ừ. Là nghe nói là bữa anh nhập viện là con gái đêm nào cũng điện hả? Có một cái cô, hình như có cô mà chăm bệnh ở đó cũng nhận ra anh Mạnh đúng không chị? Cái cô mà có khuyên anh ở lại bệnh nhá để... Dạ đúng rồi, có. Cô kêu là ở lại coi bệnh đây cho nó khỏe đi dài. Mà bác sĩ theo dõi, bác sĩ nó sức khỏe được rồi cho dài rồi. Dạ. Thì bữa hôm con gái của anh Mạnh này, ngày nào cũng nhắn tin hỏi sao với chú ạ? Nói lại coi. Dạ ba con khỏe chưa chú? À hàng đêm thì con hay gọi điện cho ba không? Dạ có. Con nói gì với ba, con nói lại cho ông bà cô bác nghe coi. À, hỏi chừng nào ba về. À, rồi sao nữa? Xong rồi con nói là ba nhanh về. Ừ. Vậy con khóc quá trời khóc. À, cô đây là một người bữa giờ chăm bệnh anh Mạnh đúng không? Dạ. Cô vô đây cho con xíu. Nói chung quý cô chú chị, khi mà Đồng mà đưa anh đầu tiên là Đồng với anh Phương đưa anh Mạnh lên nhập viện, bữa đó là vào thẳng khoa cấp cứu luôn. À, sau khi vào đó thì Đồng cũng sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Thứ nhất là nhờ anh Phương bữa đó, xong rồi anh Phương tìm chị. Thì khi đó Đồng mới an tâm để mà đi thiện nguyện miền Tây được. À, cũng thưa với quý chú chị, hiện tại thì rất là nhiều hoàn cảnh ở miền Tây, Đồng cũng chưa đi trao tiền được. Cũng mong quý nhà hảo tâm thông cảm. Tại vì cái việc nào mà gấp liên quan đến tính mạng, Đồng sẽ ưu tiên làm trước.
À, bữa giờ thì chị là người chăm sóc anh Mạnh đó là suốt khoảng thời gian vừa qua đúng chị? Dạ, chăm sóc hôm bữa giờ là cũng 9 ngày rồi. Qua ngày thứ 2 đi tìm hoài không có ai, chị mới nói thôi hỏi người nhà coi có được không để chị làm. Mà tự mướn nam không à, mà không ai đi á, chị mới nói thôi để chị bỏ việc làm bên kia chị lên chị phụ. Là bữa đó là khoảng 2 giờ mấy chị lên. Lên là phải đưa em Mạnh là đi chụp CT đủ thứ tổng quát á. Khoảng 5 giờ mấy về, chiều là tơi tả hai anh em. Chị thay băng thay đồ mua đồ cho anh Mạnh ăn. Là bữa đó mấy anh em tơi tả hết luôn. Dạ, nói chung là anh Mạnh di chuyển lại khó khăn chị hả? Bữa đó là mệt. Quên xin lỗi chị nhé, chị tên gì chị? Chị Hạnh. Chị Hạnh năm nay nhiêu tuổi? Chị 49 tuổi rồi. Dạ, chị là người địa phương đây luôn hả? À, địa phương ở đây hai mấy năm rồi, bà già ở mất rồi, giờ mướn nhà trọ ở. Ủa chị Hạnh là khi đó anh Phương về đây tìm người mà tìm nam mà không tìm được. Tìm không được, nhờ cô Bích với chị này nè đi kiếm bạn người bạn ở bển á, rồi cô Bích với hai người này nè. Cái đi kiếm mà mới gặp, qua hỏi mấy ngày rồi không ai làm. Qua ngồi ngày thứ tư rồi mới gặp chị ngồi uống cà phê ở quán. Rồi hỏi cái người chị, người em đó có chịu, hỏi người nhà có chịu chị làm không. Chịu chị làm thì chị làm, hỏi chị làm được không. Tao nói chị làm là ok, thiệt chị nuôi bệnh từ xưa giờ cha mẹ là ai kêu thì chị đi đó. Rồi chị cũng làm chuyện nhà nhưng mà nói điện đi thì chị làm. Làm mướn nam không à, chứ không ai cần nữ. Chị mới thấy vậy. Nếu mà điện được tao xin mình nghỉ bên kia, chị qua bên đây. Tại sao rồi mướn nam chị? Tại vì anh Mạnh di chuyển lại khó khăn thì cũng sợ trở ngại trong việc rồi, mà vận chuyển anh Mạnh từ nơi này qua nơi khác khó khăn á. Mà khi mà chị làm đó thì thấy sao chị có? Chị vừa vô làm là chị bóc tay vô làm liền, không có ngại gì á. Thì gì, cái gì mà cho em nó sạch sẽ kỹ lưỡng nó hết bệnh rồi chị mừng. Điều quan trọng là mình phải chăm sóc kỹ càng cho em mình nó mau hết bệnh. Với cái cảnh nó cũng khổ nữa, tội nghiệp nó. Là chị có thể chia sẻ là chị là chị giúp tình thương mến thương rồi á, mỗi ngày mướn chị nhiều gì trả cũng y vậy. Nhưng mà có cái anh mà và y tá chổng anh đủ đẩy theo mình, là chị cũng đi theo Mạnh là vô chụp CT giác quan hết từ đầu tới cuối luôn, phải đi đâu là chị đi theo đó. Rồi đóng tiền viện tiền gì là thấy nằm đó chị mua đồ ăn rồi chị chạy đi đóng mới qua đó. Là thanh toán tiền này kia là đưa cho em Mạnh hết. Dư thiếu nhiều đưa rồi lại phòng bác sĩ ký tên rồi tí tên cho người nhà về nữa. Ý là cho em hỏi là quý cô chú chị không hiểu sao là khi đó không biết là anh Mạnh nhớ con hay là anh Mạnh sợ tiếc tiền hay sao mà anh Mạnh lại có lúc anh Mạnh đòi về đúng không? Phải, Mạnh nó sợ mất rồi bỏ con cái nó tội nghiệp nó nhớ. Rồi thế nó cũng buồn, đâm ra chị cũng khuyên, ở trong mấy cô cũng khuyên, ở đây mấy em này cũng khuyên là thôi gán chị bệnh hết đi rồi về để người bác sĩ ta cho về. Mà nó nghe nhớ con, thương con. Sợ mất không được gặp con. Sợ mất. Mà lúc đó nó đuối lắm rồi. Nó chưa biết kết quả nhưng mà ta điều trị hoàn toàn là im xuôi rồi. Rồi ta hẹn 5 ngày nữa lên tái khám, tuần nữa chứ. Lên tái khám. Lên trên đó hả? Ví dụ mà khi mà đi tái khám thì chị có đưa anh đi khám được không? Hay thì là nhờ anh Phương? Ok, sẵn sàng, nếu mà nhờ chị giúp đỡ thì sẵn sàng. Dạ. Cái khám ở trển á, bệnh viện trển. Giờ thì hiện tại là giữa chị với anh Mạnh là ai là người nắm rõ kết quả của anh Mạnh nhất? Chị là nắm, là có bác sĩ là nói hoàn toàn là ok, là khỏe mới cho về. Chị cũng khuyên Mạnh ngoài thôi gán chị bệnh đi, chứ con nhớ chứ về hết đi rồi bác sĩ cho về. Mà nó cũng thương con, nó sợ mất này kia trên bệnh viện. Mà đa số trên bệnh viện là 100% là lên chảnh là không có về, ngày về mất không à. Chứng chứng chị thấy là chị vô chị gửi người ta luôn, gửi thương chị làm hết. Người nhà đó, chị thấy là 3 giờ khuya người ta đem về, ta trả về không, cũng đau lòng lắm em ơi, cảnh gia đình đó. Rồi em cameraman có thể quay sát siêu chiếu để anh trò chuyện với anh Mạnh xíu. Ủa anh Mạnh, cho em hỏi là tại sao khi đó anh có thể chia sẻ là nguyên nhân vì sao mà khi đó anh Mạnh lại muốn quay trở về không? Nhớ con. Là sao anh có thể chia sẻ được không? Em hơi xa, em sợ nhớ con lắm, giờ em nổi. Anh cứ nói thật khi tâm trạng anh đó khi đó đi, tại sao anh lại muốn về với con? Em cũng nhớ con rồi, chuyện nổi xa đó, em giờ về muốn về. Với em sợ bệnh, em sửa hoài rồi không hết, chứ sợ chạy thẳng là lâu. Chạy hoài không có thời gian nữa, em nói tống lâu ngay cái đó. Chứ giờ mà chạy là chạy suốt đời. Mà chạy, bác sĩ nói là chạy một tuần, chạy 3-4 lần đó. Rồi em đi chắc không được rồi. Nếu mà tại em đâu có đi được, 3-4 lần tuần. Có mình, đâu có xe cộ, đâu đi được, có đâu đi bệnh viện. Thật lắm. Anh Mạnh có thể lùi xe ra ngoài này xíu được không? Mình trò chuyện cho nó sáng được không anh? Ở đây hơi tối á.
Là hôm nay về là ăn uống được chưa? Cứ đi cứ lùi đi. Dạ ăn uống lường lắm. Ăn ra ra lường. Xíu ra xíu. Là bình thường là bán bằng xe này nha, đi bán vé số á. Dạ bằng xe này. À, có cái bịch này đang truyền nước tiểu nè em. Ừ. Đang truyền nước á, chừng nào họ đi khám lại là tháo ra. Là sao sao chị? Truyền nước tiểu ở đây nè, người ta lọc tiểu á. Xong rồi chừng nào hết là lên chỉnh ta tháo ra. Không phải nhờ trên y tế nào cũng tháo được. Là đi khám lại á. Cái bình này là phải đeo thuốc luôn cho nó thử thận á, nước thận nó lọc ra đó. Nước tiểu của mình nó coi tốt không. Nếu mà không ra phải hỗ trợ những cái này, tiểu không được phải hỗ trợ này. Ý là hiện tại là anh Mạnh đi tiểu có được không? Mà tiểu đi được. Được, mấy bữa ở trên bệnh viện. Ý là về đây đi được không? Đây đi được. Ủa sao em thấy ra máu à? Em không biết nữa, tự nhiên có gì. Hả? Tự nhiên ra gì không biết ra máu. Chắc nó có bị tụt không dạ? Không phải, chắc do cái gì nó bị tụt nha. Cái này. Bữa giờ thì có ra máu như vậy không? Không, mấy bữa không có trong lắm. Dạ. Cái này sợ nó đút vô trong cái này phải má mình á. Phải má cho kỹ á. Đút vô đường tiểu của mình á. Ừ, dạ. Nói chung nó động á, nó động. Nói chung hôm nay thì anh Mạnh về đây thì ăn uống được không? Dạ được anh. Dạ, ăn uống và ngủ được không? Ngủ giờ được hơn không? Ngủ thì cũng bình thường mà. Và quý cô chú anh chị này, em Caramel em quay lại đây sát này. Cái chân này hôm nay thì xẹp rồi này. Bữa hôm nó phù dữ lắm. Đỡ rồi. Nè, cái chân này bữa hôm phù dữ lắm đúng anh? Vô nước biển với thuốc. Là cái này nó còn bị lở loét không? Còn ít, đỡ rồi. Nó khô nó đỏ rồi. Dạ. Nó đỏ. Nó vô nước biển với vô thuốc. Là chân bên này thì em coi chân bên này cũng xẹp luôn rồi nè. Chân bên này xẹp luôn rồi quý cô chú chị này, bữa hôm cái này phì lắm đúng anh? Mà đi dạ, nhiều thì nó bị, còn mà đi ít thì nó xẹp lại bớt. Đi nhiều thì nó bữa bị... bác sĩ nói em là bị ứ nước. Ứ nước hả? À, ứ nước thận bị cấp tính, ứ nước không có thông được. Dạ. Không có lọc được, chắc là chất thải đại độc của thận được. Nên nó bị ép tim. Tim mà do thận ấy là nó mới ép tim á. À, ý là bữa hôm anh mà khó thở đó là do bị cái gì? Bị thận nè, nó chèn ép trên tim nè. Tại cái này bị suy tim nữa, hai thứ rồi cái nó bị khó thở, là mệt. Rồi bác sĩ nằm với chỗ uống thuốc mấy ngày, đấy phải khỏe không bị. Nghe nói những ngày đầu tiên lên đó là mấy người con hay điện về cho anh lắm hả? Ngày nào cũng điện hết á. Nó điện là nói anh những điều gì? Anh có thể tâm sự được không? Nói nhớ ba quá kêu về, ba về ở đây mình buồn quá. Hỏi rồi cho bệnh xong chưa, hết bệnh chưa? Ngày nào cũng điện vậy. Dạ. Mới bắt đầu nằm bên bệnh viện quá lắm, nằm 5 ngày cho em nằm 5 ngày cấp cứu á. Nằm băng ca không à 5 ngày. Nằm bên cái sắt á, đâu tại nó đông quá tải đâu có chỗ nằm đâu. Nằm nó sốt, bữa đầu tiên lên là tính sốt lạnh nhìn co giật luôn. À. Bác sĩ nó để tự hết rồi. Dạ. Ủa hiện tại là bác sĩ kết luận là anh bị gì anh? Lấy bên cho nhà lấy cái giấy ba bên, lấy cái giấy kết quả bệnh cho ba. Trong cái bóp vỏ đen á, có kết quả thôi. Sao con gái lại đây coi? Bữa hôm nay giờ sao có gọi cho chú liên tục vậy? Dạ. Lập biết lập nhóm luôn ha. Hồi bữa hôm gọi cho chú nói cái gì? Dạ. Tin nói ba con nói chuyện với chú. Mà chú đâu ở bên ba đâu. À, rồi là tối có gọi được cho ba không? Dạ được. Rồi bữa giờ ở nhà đấy thì ai lo cơm nước cho con? Dạ mợ. Mợ rồi ai nữa? Bà ngoại. À giờ để đợi đưa ba đi tiếp nha. Thôi. Sao ạ? Ba ở nhà đi con. Đây cho em coi. Đây hôm nay thì Đồng cũng muốn thông báo quý cô chú chị biết luôn tình hình của anh Mạnh luôn. Đó là viêm mô bào này, tăng kali máu này, suy thận mãn tính này, táo bón này, bệnh trào ngược dạ dày thực quản, suy thận cấp N17, bàng quang thần kinh được ức chế, phân loại nơi khác, suy tim, bệnh đái tháo đường luôn anh. Em không biết, bệnh mới cho biết. Đái tháo đường luôn này, nhiễm khuẩn hệ tiết niệu này, thận ứ nước, giãn tính mạch chi dưới, nhiễm khuẩn mô dưới da, bệnh lý tăng huyết áp, suy tính mạch, ngoại biên, viêm phổi, tác nhân không xác định. Quá trời bệnh lên. Em đọc nãy giờ là 10 bệnh nhé. 10 thứ bệnh. 10 thứ bệnh chị ạ.
Giờ là bác sĩ dặn là mình về đây là như thế nào chị? Bác sĩ dặn anh Mạnh, dặn chị. Dặn anh Mạnh với chị luôn, ngồi nghe luôn, nói giờ về gắn điều trị lọc cái nước tiểu này ra cho nó hết. Nếu mà không hết phải chạy lên đây điều trị, mà nhưng thận với lại sưng cẳng thiên đồ thì người ta trị, còn mà vết thương là về nhà mướn y tế người ta rửa cái vết thương á, vì không người ta không có trị ở chỉnh được, thì nóng sốt thận người ta trị. Bây giờ là vết thương là không có trị, về mướn người ta y tế người ta lại rửa vết thương. Em đi nếu qua mà hết tuần nó lại xuống khám lại thật sát vô, nước sao tiểu đó. Mà không có ra là phải chạy lên liền. Nước tiểu á là nó ứ lại, nó không ra tiểu được á thì phải chạy lên đây người ta kiếm vô nước biển ấy thuốc lại. Ủa cái anh Mạnh còn cái chân bữa hôm hay sao, bữa hôm mà mình nói là có xử lý cái chân không? Mình xử lý mà sao sức khỏe không nổi à, chứ giờ thận đang yếu nữa, đang ý là mình có bữa hôm có nói bác sĩ về cái chân không? Em chưa có hỏi nhưng mà em thấy mình khỏe yếu sao cũng đúng rồi, giờ cơ thể mà suy đang yếu mà xử lý cái chân cũng không được nữa. Dạ. Còn nhiều ông bà cô bác bình luận nếu chân mà hoại tử dần dần á mà không còn cảm giác nữa, nếu mà bỏ được thì bỏ thì sẽ đỡ nhẹ cơ thể hơn. Dạ. Chứ em thấy giờ thịt cứ rụng vậy thì đúng không chị? Giờ cho sức khỏe anh lên, anh đi tháo khớp cái chân đi, chứ là cho nó nhẹ người lại. Với lại cái chân mà cứ bị vậy ăn lên vậy hoài là vậy đó. Giờ tao nói để đang điều trị sức khỏe đi rồi cái đó tính sao. Sức khỏe không còn. Yếu lắm. Giờ đang yếu đủ thứ bệnh trong đó. Bây giờ phải vô nước biển nữa hay sao ta? Thì vô nước biển với vô thuốc á. Ý là giờ về đây là mình điều trị bằng phương pháp nào chị? Bác sĩ nói giờ sao? Bác sĩ nói về đây á, là đang uống thuốc này hết tuần này lên chỉnh tái khám lại, còn ở Củ Chi thì cũng được. Nhưng mà muốn làm mệt á thì muốn nằm ở viện Củ Chi cũng được. Nếu mà cần gần ở đây thì được. Còn nếu mà đố đuối thì chạy lên chợ. Thì như bữa hôm lên đó mình khám và điều trị có được hưởng bảo hiểm không anh? Có anh. À. 80%. 80% vậy thì chi phí đâu có hết nhiêu đâu mà. Dạ. Rồi vậy anh cứ lo. Anh lo là lo anh mất không được gặp con hay anh lo tốn tiền? Em chỉ lo nha, nhớ con như là trời. Hả? Em sợ mất cái mất không có về với anh con rồi. Nhớ nhiều người thấy người ta mất. Ý là sợ người thấy người ta mất nhiều quá, mình sợ là mất không được gặp con này. Người ta đi nhiều lắm lên chỉnh. À. Chính hai anh em trực tiếp mà ta ra vô như cơm bữa. Mới vừa vô là chiều ta đi rồi đó. Mấy tiếng đồng hồ ta đi ta là mệt đó. Người ta còn yếu hơn nữa. Dạ có vô nước biển rồi vô. Khi nhớ bữa hôm đầu tiên là vô liền. Khi mà em nhập viện là người ta vô liền để ổn định sức khỏe. Vô nước biển với thuốc nữa hai ba thứ. Thuốc đặc trị đó, thuốc đủ thứ thuốc. Vậy là về phải vô nước biển thêm nó mới khỏe, cơ thể mới khỏe anh mới làm được cái. Giờ thế này nè anh Mạnh, anh giờ là anh muốn mình sẽ điều trị ở nhà hay là mình sẽ lên bệnh Củ Chi mình khám hay là muốn lên trên đó? Em tính nếu hết thuốc rồi lên Củ Chi khám. Lên Củ Chi khám lại coi sao. Nếu mà bác sĩ kêu chạy thẳng chạy chứ vậy sao, chúng ta phải chạy thôi. Nói chung là giờ thế này, có bữa hôm thì có một người chị hôm qua có điện cho em nói là chị đó cũng hồi nãy anh nói chị đó tên gì đó em không biết tên, chưa biết chị ra thăm. Chị nói là nghe con gái đêm nào cũng điện cho anh mới hỏi là có phải trên kênh của em hay không, thì khi đó thì anh cũng nhớ con, sợ mất không được gặp con á, đòi về, thì chị đó cũng khuyên á, ví dụ mình cố gắng mình sống tới đâu thì tốt tới đó để cho con khôn lớn, đúng anh Mạnh? Dạ. Bữa hôm thì anh cũng điện cho em nói là xin về, em cũng khuyên anh đúng không? Dạ. Giờ bà con ở đây này, không lẽ giờ chị lên đứng lên chị? Chị theo chị thì có lời khuyên nào cho anh Mạnh không? Giờ chị khuyên em ráng trị thôi. Chứ em bệnh cũng nặng lắm rồi thì em ráng điều trị cho nó thật khỏe là em sống thêm vài năm nữa. Chứ còn nếu như mà em mà không điều trị là em sống không được bao lâu nữa đâu. Nói chung là giờ là anh Mạnh giờ cứ thuốc bệnh viện cho là uống đến được bao lâu? 5 ngày. 5 ngày, dạ. 5 ngày xong anh sẽ đi lên Củ Chi anh tái khám. Dạ. Nếu mà tái khám ở Củ Chi nói ở đây có thể là điều trị được cho anh thì anh điều trị, mà họ kêu anh chuyển lên bệnh viện tuyến trên thì anh cứ lên bình thường nhé. Dạ. Nói chung là giờ hiện tại có bảo hiểm thì em nghĩ là 10 ngày cũng đâu có hết nhiều đâu anh Mạnh. Dạ đúng rồi. Bữa giờ viện phí hết nhiều chưa chị? Viện phí là chỉ đóng tiền viện không là 2 triệu mấy, rồi tiền thuốc nữa là gần hơn 3 triệu. Còn tiền ăn, tiền uống là lặt vặt là nghe cũng nhiều lắm á. Không, chủ yếu là tiền ăn hết. Tiền ăn với tiền mua thuốc, mua đồ, lúc chút, cứ ngày thêm ăn, mua thuốc, rồi cái mua ống, nước tiểu, vậy đó, nhiều. Nói chung tiệm nước tay bán chừng 200 mấy, 100 mấy, 200, 300 trở lên mà. Rồi tiền ăn mỗi ngày nữa. Đó. Tiền thuốc với tiền lặt vặt nó đủ hơn.
với mỗi ngày nói chung Mạnh cũng mướn chị, nhiều khi chị cũng ứng tiền ra, như Mạnh đưa chị cái ngày đầu qua ngày sau, cái chị cũng đóng góp chị muôn lần cho Mạnh cũng nhiêu vô đó, cũng có quan nữa vậy đó. Nói chung mình thấy em cũng khổ mà chị cũng khổ nữa, chị dân ở nhà trọ cũng làm mướn. Giờ thì bữa hôm đến giờ là chị chăm cho anh Mạnh được bao nhiêu ngày rồi? Là 9 ngày. Chị, ngày cái ngày tiền đó đã thanh toán cho chị chưa? Thanh toán hết rồi. Vậy là bữa hôm là cái đợt mà em xuống thăm anh là ứng cho anh 10 triệu. Dạ. Sau đó chuyển cho anh 10 triệu nữa là dạ. Anh nhận đủ đúng không? Dạ đủ. À đủ. Cái số tiền đó hiện tại còn không anh Mạnh? Dạ còn. Hả? Còn 8 triệu. Ui. Còn nhiều chứ hả? À. Đi điều trị 10 ngày mà mới hết có nhiêu đó hả? Chùm lắm. Tội nghiệp lắm. Là sao? Tại giống gì không sợ hết tiền, không cứ điện thoại chị sợ hết tiền không à. Rồi nói có điện thoại với thầy giáo đồng liên lạc giùm em đi, em sợ không đủ tiền đóng. Đâu, tiền em giữ mà anh Mạnh cứ lo. Anh Mạnh sợ hết tiền hả? Không có đâu. Không mà nói chung ra là Mạnh nó là nằm về sớm, còn nếu mà nằm ở lại nhiều hơn nữa. Nếu mà nằm ở lại một tháng nhiều hơn, chi phí nó nhiều hơn. Tại Mạnh nó về sớm là nó rẻ hơn, còn ở lại lâu một tháng là chi phí nó lại nhiều. Đủ thứ tiền. Giờ thì anh Mạnh ạ, giờ mà bác sĩ đã chỉ định cho anh phải chạy thận thì anh buộc phải chạy. Dạ. Nếu mà thận mà hồi nãy em coi anh là anh biết anh bao nhiêu thứ bệnh không? Không, mấy bệnh. Ý là bộ phận nào cũng tổn thương hết rồi. Ừ. Tim, gan, phèo, phổi gì là. Bên hông bị thương như này là hoại tử hết rồi. Em nghe nói là sau lưng này. Sau lưng nữa, một lỗ ngay bằng cái tô hả? Ừ. Là nó bị lầm mù không? Không, không có làm mũ, nó dai, nó trắng, người ta rửa, cái người ta gấp cái miếng da ở ngoài, chảy máu. Cái người ta lấy thuốc. Cái đó nay lành chưa chị? Chưa có lành. Cái người ta xức Morilin vàng. Cái sau lưng đó là anh Mạnh bị gì anh biết không? Bị lét á, tại lúc trước không có đi. Cái nước đái nhiều quá, cái hầm nó lở từ từ. Tại lúc em đi đâu đi, nằm. Bữa giờ về thì ai chăm anh? Mới về thì cha con, ba cha con, cha tử. Hình như ông này, con trai xuống đây coi, để tờ giấy đó đi. Là ông này chăm hết này cô. Dạ. Là bữa hôm con em tới sớm là bữa giờ để có nhớ cha không? Dạ có. À rồi là bữa cha về thì mừng không? Dạ có. Thấy cha khỏe hơn chưa? Dạ rồi. À về khi mà gặp cha lần đầu tiên mới về con nói gì với cha? Dạ. Con nói gì? Con gái qua đây coi. Nó lớn hơn con. Ở bữa mà cha về hồi tối á thì con nói gì với cha? Dạ con không nói gì hết, con nói vui hà. Con ôm cha không? Dạ. Con khóc không? Dạ không. Thiệt? Dạ hết không. À. Ở chảnh là nó điện lê lẹ, khóc điện lê lẹ. Là điện hàng đêm. Bắt sân bàn luôn á. Điện ba ơi, con nhớ ba quá, con không ở đây đâu, con đi kiếm ba, con lên ba. Khai cho con điện khóc, chị cũng khóc luôn, tôi nói từ từ đi. Từ từ đây ba hết bệnh, ba về con. Dạ. Bây giờ con muốn gặp ba, con muốn lên ba, con muốn gặp ba, khóc hoài luôn. Ba nó cũng khóc. Chị mua hộp cơm ăn mà nó chảy nước mắt không, nó gán ăn đi, nín đi. Mua cơm mà nút tắt nó nhiễu vô cơm. Sao vậy mày? Nó nhớ tuổi. Con hả? Dạ. Nhớ con thì đâu có đi xa đâu. Ngày này cũng ở nhà chứ. Ở nhà. Anh mà giờ này nó có bà con ở đây này, anh mà thương con á, anh phải chịu khó điều trị. Đúng rồi. Dạ. Anh mà cứ nhớ con mới cứ không cố gắng á. Dạ. Thì anh sẽ nói chung là không. Sao cô theo cô thì sao? Thì nó cũng phiền cháu đi, bệnh hoạn thì dán đi cho lo bệnh hoạn đi, còn con từ từ tính sao. Chứ giờ bệnh hoạn không lo, để vậy trong con hoài mà bệnh hoạn mình còn hoài đó. Thì cũng phiền cháu vậy đi, thường thường cũng gặp nó hoài. Cô gặp cô là hàng xóm hả? Hàng xóm đi rồi biết cũng thăm lo cháu rồi này nọ, hỏi thăm vậy đó. Theo cô thấy hoàn cảnh như thế nào cô? Thì thấy cháu nó khổ. Nãy giờ thấy cô đưng đưng nước mắt hoài luôn. Sao ạ? Tại cô đi mua ve chai. À. Gặp bà ghé vô đây luôn á. Hồi sáng này cũng gặp nữa nè, hỏi thăm khỏe không, nó nói con đỡ rồi cô ơi. Nói chung là khi mà con đăng tải video lên nè thì rất là nhiều quý ông bà cô bác cộng đồng mạng nói rằng tại sao những người xa lạ không có máu mủ mà thương anh Mạnh và thương con như vậy, mà tại sao người mẹ mà suốt thời gian như vậy anh Mạnh bị vậy cũng không có đói hoài luôn. Giờ con không biết cái số nó làm sao đâu, giờ nhờ cô bác chồng xóm chị em chứ sao giờ. Nó nằm ở chỉnh là tốt khoảng 115, nó điều trị hoàn toàn ok luôn. Thuốc mang từ A tới Z phải á, bớt nhiều. Vậy bữa giờ thì bệnh như vậy em hỏi thiệt là vợ có điện không? Không. Con gái, con trai qua đây, con đứng im đừng có gì vậy. Bữa giờ mẹ có ghé thăm không? Dạ không. Thiệt? Dạ không. Nói thiệt không? Dạ thiệt. Mẹ có ghé thăm không con trai?
Không luôn. Ừ. Mẹ có biết ba bệnh vậy không ta? Con không biết nữa. À. Cho em hỏi lại lần nữa cho quý cô chú anh chị yên tâm á. Dạ. Tại là cái này là bệnh viện cho về hay anh Mạnh đòi về? Không, bệnh viện cho về. Là chị có trực tiếp hỏi bác sĩ đàng hoàng đầu đuôi ra sao. Bây giờ Mạnh về đây coi vết thương Mạnh khỏe không. Rồi em chẩn đoán coi nước tiểu, chẩn đoán coi thận, chẩn đoán coi vết thương, chị nói rõ ràng. Là nói giờ chị trực tiếp bác sĩ cũng trẻ lắm bằng em à. Có ba mấy tuổi rồi, nói anh Mạnh về được rồi. Hỏi nước tiểu bao nhiêu mỗi ngày chị ghi á. Tiểu bao nhiêu là mỗi ngày chị ghi giấy á. Ghi bao nhiêu là bao nhiêu trăm số gì đó tiểu á. Cứ đêm ngày là chị ghi số vô, chị chăm cái nước tiểu vô cái ống, vô cái chai nước suối, chị đổ vô trong cái nhà tắm, theo dõi là bao nhiêu ml, bao nhiêu lít, cộng vô. Rồi cái ta nhìn còn có nước tiểu thấy trong quá, nói là Mạnh khỏe rồi. Mà kỹ lắm nha, chỉnh thám 2-3 lần luôn nha mới cho về. Chứ không phải tự về, khám mới cho về. Nó hồi em khỏe rồi, tới 3 ca đều về hết. Tới 3 ca hôm qua là đều về hết là khỏe rồi. Có mấy người còn lớn tuổi hơn Mạnh luôn, 60-70 nhưng mà ta thấy khỏe về nhà. Chắc là lên đó anh Mạnh thấy nhiều người mất quá sợ hay sao? Dạ. Hả? Sợ không? Sợ chứ. Anh sợ điều gì nhất khi mà mình nằm viện? Sợ nữ Trần Ngọc sống rồi chết. Sợ không được gặp mặt con hả? Dạ. Rồi nên anh cứ muốn về hả? Dạ, nó muốn nhớ con, nó muốn về. Rồi anh cũng ráng mà điều trị chứ. Thì em cũng ráng nằm điều trị, tại bác sĩ kêu nằm theo dõi, em cũng lại nằm theo dõi. Nhưng bác sĩ nói là khỏe rồi, sẽ xuất viện về. Ừ. Có gì về thì tái khám là cũng chi cũng được. Nếu mà... Hồi tối về đến giờ về ngủ ngon không? Dạ được, ngủ ngon. Hôm nay thấy ngủ nằm được rồi đúng không? Dạ được rồi. Hồi nãy vô là thấy đang ngủ trưa á. Là ngủ nằm được rồi, bữa hôm đâu có nằm được hả? Dạ không, bữa hôm là sáng nữa. À. Rồi thì nãy giờ thì trò chuyện với anh để ông bà cô bác biết được sức khỏe anh như thế nào. Bây giờ thì em sẽ công bố thêm danh sách quý nhà hảo tâm gửi tiền về giúp cho anh ha. Dạ. Đây, vô đứng đây đi con. Vô đây con. Vô con. Đứng ngay không bắt ba đi nữa nè. À, bữa hôm thì là đồng đọc danh sách đợt trước á, số tiền quý của chú anh chị gửi về giúp đỡ cho ba cha con là 106.338.000 đồng. Hôm nay thì Đồng sẽ đọc thêm danh sách những tấm lòng vàng của quý cô chú anh chị trong cũng như ngoài nước á, gửi về giúp đỡ cho ba cha con ha. Tiếp theo đó là bữa hôm thì em có đọc thêm đó là chị gái ở Mỹ gửi là 200 USD đổi ra được 4.860.000 đồng. Văn Thị Kim Phượng gửi 500.000 đồng. Uyên gửi 500.000 đồng. Victor ở Úc gửi 3.000.000 đồng. Trương Thị Bích Đào gửi 500.000 đồng. Nay Thị Quy gửi 300.000 đồng. Đào Thị Trúc Linh gửi 200.000 đồng. Cháu Đỗ Thành Nam gửi 100.000 đồng. Tú Trần gửi 2.500.000 đồng. Mỹ Hoàng gửi 1.000.000 đồng. Anh Tuấn Chị Châu gửi 500.000 đồng. Ngọc Hân gửi 200.000 đồng. Nguyễn Thị Hoa gửi 500.000 đồng. Sáu Hằng bán gạo ở xã Phước Khánh gửi là 1.000.000 đồng. Anh Đại Nguyễn gửi 100 USD đổi ra được là 2.450.000 đồng. Gia đình Quốc Thịnh gửi 3.500.000 đồng. Chị gái gạo Tây Ninh gửi 1.000.000 đồng. Ông Nguyễn Đình Tân ở quận Bình Thạnh gửi 1.000.000 đồng. La Thiên Thanh gửi 1.000.000 đồng. Nguyễn Dung ở VT đồng ý là Nguyễn Dung ở Vũng Tàu gửi là 500.000 đồng. Hồng Quyên ở Liên bang Nga gửi 2.000.000 đồng. Ngô Thị Kim Loan gửi 1.000.000 đồng. Giam Thị Thơm gửi là 500.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Thu Thảo ở nước ngoài gửi 300 Canada đổi ra được 5.400.000 đồng. Chị Trần Thị Phương ở nước ngoài gửi là 100 USD đổi ra được 2.440.000 đồng. Cô Minh ở Phú Thọ gửi là 500.000 đồng. Tổng đến thời điểm hiện tại số tiền gửi về giúp đỡ cho ba cha con là 143.288.000 đồng. Thì sau đây em sẽ trừ ra anh ha. Ở đợt trước thì em có đọc danh sách là chị Vân Teres. Thì chị Vân bữa hôm là gửi tài khoản mà là gửi là ba mẹ con ở Trà Vinh, mà em lại đọc nhầm qua hoàn cảnh của anh. Nên bữa hôm em có trao cho chị dưới đó rồi thì em sẽ xin phép trừ ra là 2.450.000 này. Và đợt mà ghé thăm anh để đưa để mà
thăm anh đó, đọc tiền em có gửi ứng cho anh 10 triệu. Dạ. Đúng anh? Dạ đúng rồi. Rồi sau đó thì anh nhập viện được mấy ngày thì 2 ngày thì đóng thêm viện phí thì em chuyển khoản cho bên chị. Thì nhờ chị đưa lên cho anh là 10 triệu đúng chị? Là tổng trừ ra thì còn số dư còn lại của ba cha con đó là 120.838.000 đồng. Giờ thì số tiền này anh sẽ có dự tính như thế nào anh cứ nói cho em với ông bà cô bác biết đi. Không, nếu mà không giờ thì em không thể đưa tiền mặt được. Ví dụ như anh khỏe đi, anh đi mở tài khoản. Yeah. Em sẽ để vô đó. Thứ nhất là hiện tại thì nếu mà ai nghe được buồn em chịu chứ em không tin tưởng ai hết. Em cô nói thấy đúng không? Con không thể tin tưởng ai hết. Em nói chắc chắn đúng rồi. Ví dụ như là bên ngoài của anh em cũng không thể đưa được. Dạ. Rồi là bên nội anh em không thể đi được. Nếu mà khi đó mà ai đã tận tình giúp anh thì sau này anh sẽ đối xử tốt với họ thì anh tự làm, em không biết. Nhưng mà hiện tại số tiền mà quý nhà hảo tâm muốn em trao trực tiếp cho ba cho con thì giờ anh cứ nghỉ một vài hôm cho khỏe đi. Yeah. Rồi anh đi mở cái tài khoản cho em. Rồi em sẽ chuyển vô hết trong đó cho anh. Khi yeah. nào anh cần việc gì anh cứ đi rút là khỏe nhất. Dạ. Yeah. Bích dạ, biết mai làm mốt tài khoản chị dẫn đi. Dạ. Ờ, em muốn làm tài khoản. Theo bà con đây thì cô nên trao cho ai không? Cô nên đưa ai? Không, không, đúng rồi đó. Thiệt luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Số tiền đâu phải nhỏ, số tiền là cả hơn 100 triệu. Nếu mà chưa trừ ra là hơn 140 mấy triệu. Mà hiện tại em trừ chi phí cho mình là nằm 2 tuần trên đó, 10 ngày trên đó mà cũng còn 8 triệu nữa. 8 triệu đó chắc là anh vẫn đủ để chi tiêu cuộc sống ha, đủ không? Dạ, để đủ, thêm. Đủ rồi. Hả? Đủ rồi. Đó bữa hôm sáng nói cái là em gửi liền chứ đâu phải có chị làm chứng này, chị lên bây là nói. Bây giờ còn 5 ngày nữa là đi tái khám đó. Chị, bữa hôm mà khi mà chị điện cho em nói là Mạnh điện là cần tiền viện phí là chị nhận được tiền của em nhanh không? Nhanh, rất là nhanh. Dạ. Vừa chuyển qua số tài khoản là em gửi qua liền. Nói chung là bữa hôm chị đưa, nói thật là quý của chú chị này, bữa hôm chị thì đưa một số tài khoản rất là lạ, thì em cũng không dám quy chuyển. Tại vì là người chăm sóc là một tên, mà người là tài khoản là tên khác, em cũng không dám chuyển. Do vậy thì em nói là thôi được, chị là người giới thiệu giúp anh Mạnh. Mà em cũng đã tiếp xúc với chị thì chị em tin tưởng chị thì em xin số tài khoản của chị. Đúng. Thì bữa hôm chị có đưa em một số tài khoản tên rất là lạ. Tên Diệu con chị. Không không, bữa hôm số tên tài Phương, đâu? Phương mà nó lấy của con nó. Thế đó, dạ ví dụ anh Phương thì em có thể chuyển. Tại nó cũng không có tài khoản nó như chị vậy đó, rồi chị mới lấy số tài khoản con chị. Không không, chị cứ vô đây, chị mà thiếu tiền gì em sẽ thanh toán cho chị đầy đủ, cái nào ra cái đó. Ý là giờ anh Mạnh trả đầy đủ chưa? Đầy đủ rồi, anh nói rồi. Đầy đủ hết, không có thiếu ngày nào đưa ngày đấy à. Với chị cũng làm mướn, chị nói ngày nào ví dụ như trong lúc mà chị quá trình chị mua cho anh Mạnh, chị thì bù cái gì chị cứ nói. Mình nói, đó ít mà nói chi, mình coi như mình cho con mình cũng hết, em cho con cháu cũng hết. Nói với chị là không có nhiều nhưng mà lao động cái gì đi làm, ví dụ giúp em thằng nào giúp. Nếu còn con cái nó nữa, chị còn tay còn chân chị đi làm được mà. Thí dụ bữa nay không có, ngày mai kiếm chỗ khác có, đúng không? Dạ. Yeah. Mình đi làm cho nó là nhiệm vụ là ok xong là tới đó giúp em tới vậy. Chừng nào em đi khám thì nhờ chị thì chị sẵn sàng đẩy em. Rồi, đúng anh. Đã có rồi. Chị sẵn sàng chị đẩy. Chừng nào mà đi tới khám thì nhờ chị Hạnh đây dẫn em. Cái này anh mình em biết là chị cũng là một người tốt, cũng thương anh, nhưng mà khi mình nhờ chị á thì mình cứ trích tiền ra đó trả cho chị. Dạ, dạ. Đúng không chị? Chị cũng còn cuộc sống, chị cũng phải đóng phòng trọ, chị cũng phải là... Chị mỗi đi làm á, thì chị nghĩ cái này đó, chị nghĩ chị sẽ dẫn Mạnh đi tái khám thì mình mới gửi tiền cho chị, tiền công cho chị. Kêu điện cho chị là chị qua, chị sẵn sàng mướn xe chở anh chển là chị đẩy Mạnh đi vô. Có số mà, tôi điện mấy hôm gài. Nói chung là giờ bà con mà thấy anh Mạnh mà khỏe hơn như xưa thì chị có mừng không chị? Riêng bản thân chị á. Mừng sống mừng thôi trời ơi. Chị là người giới thiệu này đúng không? Chị thấy sao? Chị nằm bệnh viện. Bữa hôm là tiến anh Mạnh lên đi trị bệnh mà khóc luôn á. Thấy hai cha con ôm nhau khóc. Hay là khóc nữa này sao ạ? Sao vậy? Thấy em nó khỏe chị mừng. Đây quý cô chú chị nè, em caramel này không phải đồng nói dối đâu. Chị khóc thiệt luôn. Mẹ như con cái. Tại chị thấy em nó khỏe chị mừng. Rồi anh Mạnh giờ, anh Mạnh có giờ với bà con đây có đồng tình là để anh Mạnh nghỉ ngơi một vài ngày cho khỏe đi mở tài khoản không? Dạ dạ. Hả? Dạ. Là mở tài khoản là đứng tên anh hay sao?
Dạ, tính tên em luôn. À, rồi là cái đó anh cứ sau khi mà xong á, thì hàng ngày mà đi tái khám hay là đi nhập viện anh cứ sử dụng cái đó ha. Dạ. Rồi cuối video thì anh Mạnh gửi lời gì đến ông bà cô bác không? Qua đây dạ. Con trai, con gái. Anh nói gửi lời gì đến quý ông bà cô. Hiện tại thì em xin đọc tiền số tiền lại nha anh Mạnh. Dạ. Số tiền sau khi trừ ra thì anh còn là 120.838.000 đồng. Dạ. Hay là số tiền này mình mua căn nhà nào nhỏ mình nhở? Không, không biết đủ không? Nói chung là giờ ưu tiên chữa bệnh trước đúng chị? Đúng không chị? Dạ. Chị anh nhỉ? Chữa dạ. bệnh trước đi để sống với con trước đã ha. Dạ. Dạ. Còn Mạnh muốn gì á, điện cho chị qua chị giúp. Cái nào được chị giúp. Đó, gán chị bệnh hết đi, cho sức khỏe với con cái đi. Rồi cuối video thì anh Mạnh gửi lời gì đến ông bà cô bác không? Em cũng ơn cô bà, ông bà cô bác giúp đỡ em. Cảm ơn Mạnh Quân anh chị giúp đỡ cho em Mạnh, nó mạnh khỏe nó vậy con cái nó. Thế từng này đi khám nó ổn định. Thì chị em ở đây gửi lời thăm tất cả bà con cô bác với đã ủng hộ cho gia đình Mạnh. Mà nay như Mạnh về để từng sau đi khám nữa. Thấy tội nghiệp cha con gà trống nuôi con. Đi... chị có gửi lời gì đến ông bà cô bác không? Đó, giờ mình không biết nói gì hết á. Giờ cảm ơn các mạnh thường quân trong và ngoài nước đã giúp đỡ cho ba cha con. Thì giờ em ấy đi khám, giờ về em ấy thấy cũng khỏe, cũng đỡ. Mình cũng mừng. Thì giờ mình cũng thay mặt ba cha con cảm ơn các mạnh thường quân rất là nhiều. Chúc các mạnh thường quân trong và ngoài nước nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài. Rồi con gái này, con gái lớn này, bữa hôm này ra đi là khóc dữ dằn luôn này. Dạ. Ba ơi, ba về với con hả? Dạ. Hôm nay ba về chứ chú thực hiện đúng lời hứa không? Dạ đúng. À, rồi con gửi lời gì đến ông bà cô bác không? Dạ con cảm ơn ông bà cô bác. Chúc ông bà cô bác gì không con? Dạ chúc ông bà cô bác vui vẻ. Vui vẻ hả? Sức khỏe. Rồi con trai này, con trai gửi lời con trai lớn rồi, gửi lời cảm ơn ông bà cô bác đi. Cảm ơn ông bà cô bác. Chúc ông bà cô bác gì không con? Dạ chúc ông bà cô bác nhiều sức khỏe. Thì em cũng chúc anh Mạnh nhiều sức khỏe nha. Dạ. Hả? Cảm ơn rồi. Hôm nay thấy anh về dài cũng mừng. Dạ. Anh Mạnh cảm ơn rồi, thôi hôm nay dạ. còn mệt thì để em cảm ơn thay anh nha. Dạ. Mai mốt mời em bữa cơm được rồi. Dạ. Hả, được không? Được. Không, mua cơm hộp. Hả? Dạ được. Qua đây con gái. Rồi cuối video thì Đồng thay mặt cho anh Mạnh và hai người con gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý cô chú anh chị, quý nhà hảo tâm trong cũng như ngoài nước rất là nhiều. Nhờ sự yêu thương đúng chị. Nếu mà không có quý cô chú anh chị thì không biết hôm nay anh Mạnh còn ngồi đây mà nói chuyện nữa hay không. Em thật sự nói như vậy. Cô đứng dậy lên luôn cô công nhận không? Ví dụ cô nếu mà không có quý nhà hảo tâm giúp đỡ thì bữa hôm nói là tiền mà đi bệnh viện mà không có. Thì không biết hôm nay anh Mạnh còn ngồi được đây nữa hay không. Bữa hôm đêm đó là khó thở rồi. Mà khi mà em với anh Phương đưa lên bệnh viện á, anh Hạnh thở hồn hển không được luôn, người ta phải truyền nước liền á. Rồi nói chung là truyền nước là đỡ hơn cũng truyền nước với thuốc. Thầy giáo Đồng là rất là lạ, lên kịp thời cũng nhờ sự yêu thương của quý ông bà cô bác mà nãy có quay rồi, quay là xẹp hết rồi này. Xẹp hết rồi, mọi thứ là ổn hết rồi, đây này thuốc này thì con không thể quay được. À, nói chung là nhờ sự yêu thương của quý cô chú anh chị ha, mới cứu được mạng sống của người cha gà trống nuôi con á, cho anh Mạnh khỏe mạnh. Dạ. Anh Mạnh ha. Dạ. Ráng lên nha. Dạ. Tên là Mạnh mà. Chắc là ngày nhớ Nguyễn sức mạnh là được. Ê, chú anh Mạnh, ngày xưa chắc ba mẹ đặt ra là mong anh sau này sẽ mạnh mẽ đúng không? Yeah. Anh đưa tay lên quyết tâm mạnh mẽ cho em coi coi. Hả? Hả? Mạnh mẽ coi. Dùng tay coi. Rồi cuối video thì thay mặt ba cha con một lần nữa gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý cô chú anh chị, quý nhà hảo tâm rất là nhiều. Kính chúc quý cô chú anh chị, quý nhà hảo tâm thật nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Hẹn gặp quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo của Đồng. Và video tiếp theo thì khi mà anh Mạnh tái khám, Đồng sẽ thông báo kết quả cuối cùng. Và sau đó thì sẽ nhờ mấy chị ở đây mở cho anh Mạnh một cái tài khoản. Chứ Đồng thật sự như quý nhà hảo tâm là không tin tưởng đưa cho ai tiền hết. Rồi Đồng và gia đình vẫy tay chào ông bà cô bác đi con gái. Chào. Chúc giàu sức khỏe, chúc mạnh thường quân. Chúc các em ở đây giàu sức khỏe luôn.